Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Mộng Du Tập, tác giả Hám Sơn, Hành Huệ Trích Dịch. Lời nói đầu. Phật tổ gá thân mộng vào cảnh mộng, giáo hóa người trong mộng, mong tất cả mau ra khỏi cảnh mộng dài sanh tử, làm người tỉnh thức tự tại thông dong. Chúng tôi nhân đọc Mộng Du Tập của ngài Hám Sơn, thâm cảm chỗ dạy chí tình của ngài, nên mộng đem lời quê mùa cùng vốn liếng chữ nho ít ỏi trích dịch tập này trước để tự xem. Sao mong tất cả các bạn đồng mộng có duyên xem đến, có được chút lợi ích nào chăng? Hành Huệ. Dạy cư sĩ Du Ngọc. Lúc tôi ở Am Tam Nhất, có cư sĩ Dương Du Ngọc ở Quá Châu đến thưa rằng: đệ tử tâm hướng về đạo đã lâu mà chí chưa được chuyên nhất. Con nghĩ rằng sống phải có danh giáo, lấy trung hiếu làm đầu, thẹn mình chưa được công danh để tỏ lòng trung với vua, chưa gánh đá để tỏ lòng hiếu với tự thân. Tâm con chưa yên nên khó định chí. Tôi bảo: đúng thay, trung hiếu thực là gốc của đạo cả, là sự tốt đẹp của lòng người. Đâu thể bỏ trung hiếu mà nói đạo, ngược với tâm tánh mà nói đức hạnh sao? Nhà nho cho lời Phật dạy là bỏ nhân luân, dẹp trung hiếu, cho là ngược dòng, bối trì. Họ không biết chỗ ngược là vết tích, còn chỗ hướng đến là tâm. Truyền nói: muốn thờ cha mẹ không thể không biết đến người, muốn biết người không thể chẳng biết trời. Người tức là lòng nhân, là đức của tánh vậy. Xem đây thì luận về việc thờ cha mẹ mà không biết người chẳng gọi là hiếu, luận về biết người mà không biết trời chẳng gọi là biết người. Nói biết trời mà không thấy tánh thì trời cũng quan mang, không có chứng cứ. Thế thì tâm tánh tại ta tức là thiên chân sẵn có. Người biết được thiên tánh chân thật tức là chân nhân, dùng cái hiếu của thiên chân tức là chân hiếu, hay dùng công thấy tánh để tu là chân tu, dùng cái vui của chân tánh để làm vui cho cha mẹ tức là diệu hạnh, đó tức là hiếu, là chí hiếu vậy. Nhiều người cho rằng lấy sự cung kính làm trọng, còn miệng và thân là nhẹ, chỉ là đè ở ngọt. Dung Ngọc thưa: đệ tử lòng đã rõ lời chỉ dạy, biết công của sự thấy tánh thật lớn, lấy đây để làm cha mẹ được vui, sở nguyện đã vững. Nhưng đạo bao la như biển, mênh mông không ai chỉ lối về, mong thầy chỉ dạy công phu thẳng tắc. Tôi nói: cổ đức có nói, có một đường tắt tu hành là niệm Phật A Di Đà. Tiếng Phạn A Di Đà nghĩa là vô lượng thọ, Phật là giác, tức là giác tánh thiên chân sẵn có của chúng ta. Đó là diệu môn đệ nhất của sự thấy tánh.
Tánh này vốn có trước thiên địa mà chẳng già, còn sao trời đất mà không phải chấm dứt. Ở trong sanh tử mà chẳng bị biến đổi, ở chỗ đổi thay mà không dời chuyển, vượt trên vạn vật không chỗ tận cùng, nên gọi là vô lượng thọ. Thọ này chẳng lệ thuộc hình hài dài ngắn, năm tháng chóng chạy. Nếu chúng ta có thể thấy được tánh này thì gọi là Phật. Hơn nữa, Phật chẳng phải tên gọi vị thánh nhân ở phương Tây, mà là ta nhập được vào tự tánh chân thật của chính mình. Các vua Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang là bậc thiên dân tiên giác, dân trời biết trước. Nhưng thiên dân do đối đãi mà biết được, còn thánh nhân sinh ra đã biết trước. Cái giác biết này chẳng phải là giác của Phật tánh sao? Mạnh Tử bảo Nghiêu, Thuấn đồng với người, chỗ đồng chính là đây. Nếu biết được giác tánh này thì mọi người đều có thể là Nghiêu, Thuấn. Mọi người đều có thể là Nghiêu, Thuấn thì mọi người đều có thể làm Phật. Rõ ràng là thế. Than ôi, người đời cứ khư khư ôm cái thấy nhỏ hẹp, chưa gặp bậc chân nhân chỉ dạy, chỉ bó buộc theo tục học, cho thức ăn của tai là chính đáng, không quái gở sao? Cứ mờ mịt không biết về chỗ an nghỉ. Dung Ngọc thưa: đệ tử nhờ ơn khai thị, tin biết tự tâm là Phật, tự tâm làm Phật, không cần tìm cầu bên ngoài. Nhưng con không biết yếu chỉ làm Phật, công phu hạ thủ, cuối mong thầy chỉ dạy. Tôi nói: chúng ta nếu biết tự tâm là Phật, cần phải xét nhân đâu mà làm chúng sanh. Vì chúng sanh và Phật như nước với băng, tâm mê thì Phật làm chúng sanh, tâm ngộ thì chúng sanh là Phật, như nước đóng thành băng, băng chảy thành nước, chỉ đổi tên chứ không đổi thể. Nếu mê thì chẳng giác, chẳng giác tức chúng sanh, chẳng mê thì giác, giác tức chúng sanh là Phật. Ông muốn cầu Phật chỉ cầu từ tâm, tâm nếu có mê chỉ cần nhớ Phật, Phật khởi lên tức giác, giác thì tự tánh sáng suốt bày lộ rõ ràng, vọng tưởng tham sân si từ trước ngày đó như băng tiêu. Nghiệp cấu đã tiêu thì tự tâm thanh tịnh, giải thoát không hề lụy thì khổ biến mất, còn lại an vui, tai họa bay đi, phước đức ở lại. Chân lạc đã còn thì không tánh nào chẳng vui, phước trời theo đây hiện thì gặp gì cũng an. Chỉ có đây là an lạc chân thật, há miệng và thân có thể đến, phú quý có thể giới tới sao? Đây là chỗ nói tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Công phụng sự tâm không ngoài đây, vốn liếng của tịnh độ cũng không ngoài đây. Dung Ngọc thưa: đệ tử nghe dạy, tâm và mắt được mở sáng như thấy đường về nhà, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng nếu cho niệm Phật là hiếu, làm sao đến cái hiếu này? Đó là chỗ con chưa ăn, xin thầy chỉ dạy. Tôi nói: ngày xưa có người con hiếu đi xa, nhà có khách đến, người mẹ mong con không thấy về bèn cắn ngón tay. Người con liền đau lòng, biết mẹ đang nghĩ đến mình bèn trở về. Mẹ cắn ngón tay mà lòng con đau, tức là do cùng thể mà tâm là một vậy. Ông nếu thấy rõ được tự tâm, hốt nhiên sẽ giác ngộ tâm tức tâm mẹ. Đem cái giác của mình để giác cho mẹ, đem niệm của mình mong mẹ niệm. Mẹ đã yêu thương thân con, lại không yêu thương tâm con sao? Nếu mẹ yêu thân con thì thân lụy, tâm sẽ khổ. Còn nếu mẹ yêu tâm con thì quên thân mà tâm được vui. Hơn nữa, thể của tâm mẹ và con là một. Xưa mẹ nhớ con cắn ngón tay mà lòng con đau, nay con nhớ mẹ quên thân, há lòng mẹ chẳng an vui hay sao? Nhưng sợ con phụng sự tâm chẳng hết lòng, tập quên chẳng đến nơi, không bằng được sự tha thiết của mẹ nhớ con, để cảm được tâm mẹ vui. Vì thế, người con hiếu ngày xưa không dùng tam sanh ngũ đảnh để nuôi dưỡng cha mẹ, mà mặc lấy áo sặc sỡ nô đùa. Người đại hiếu là làm vui lòng cha mẹ, chứ chẳng phải nuôi dưỡng thân của cha mẹ. Hiếu ở đời là thế. Nếu có thể khiến cho cha mẹ trong những năm cuối cuộc đời đem tâm quay về tịnh độ, hưởng trọn cái vui của một ngày,
vẫn hơn phú quý trăm năm. Còn khiến cha mẹ hằng ôm lòng lo lắng thì tuy phú quý mà cha mẹ chẳng vui, tức là vui mà lại có lý do chẳng vui tồn tại. Này, ông cho niệm Phật mà có thể khiến mẹ ông vừa an lại vui, vui lại lâu, đó không phải là vô lượng thọ sao? Mẹ thọ vô lượng, con cũng thọ vô lượng, thì tịnh độ do ta chứ chẳng do người. Phật tại tâm mà không ở vết tích. Ông hãy vững chí. Dạy thiền nhân từ am hữu trụ núi. Phật dạy, tất cả chúng sanh lưu lãng trong sanh tử đều do vọng tưởng điên đảo làm căn bản. Nếu tưởng điên đảo diệt và khẳng nhận từ tâm, tức là thời tiết liễu thoát sanh tử, ra khỏi biển khổ. Nếu vọng tưởng chẳng dừng thì sanh tử khó ra. Nên nói, cuồng tâm chẳng dứt, nếu dứt tức bồ đề. Chúng ta nếu quả thật có thể chống dứt tâm cuồng loạn thì liền ra khỏi tam giới, dẹp quân ma, ngồi giữa trời xưng là đạo nhân vô sự. Lão Diêm La mặt sắc, dù có ác tâm, ra tay tàn độc cũng không mò bắt được, tha hồ ngang dọc, tự do tự tại, là một người đại giải thoát. Thời tiết như thế thì dù gọi là Phật, là Tổ cũng chẳng chịu, huống nữa là kết bày với bọn ruồi lằn ngu ngốc trong cầu tiêu, tranh giành đồ hôi tanh, thối tha hay sao? Mười phương thế giới đều thành tịnh độ, lấy đại viên giác làm già lam của ta. Thân tâm trùng khắp, cùng mười phương chư Phật nắm tay mà đi, được đại tự tại. Ở đây, am tức là mình, mình tức là am, am tức là núi, núi tức là người, không trong, không ngoài, không kia, không đây. Như thế thì trụ không chỗ trụ, đi không chỗ đi, tu không chỗ tu, mới xứng là tự an. Còn nếu nuôi dưỡng sự biến lười, mê ngủ, thì ba đời, 60 kiếp chỉ là đầy tớ kẻ khác. Hãy nghĩ đó, nghĩ đó. Dạy thiền nhân khánh dân. Người xuất gia cầu sáng việc lớn. Một, cần chân thật vì sanh tử, tâm phải tha thiết. Hai, cần nhất chí quyết định ra khỏi sanh tử. Ba, cần liều một đời đến chết không đổi tiết tháo. Bốn, cần thật biết thế gian là khổ, hết sức nhàm chán xa lìa. Năm, cần gần gũi bậc tri thức cao tuyệt, đủ tri kiến chân chánh, luôn luôn thưa hỏi, vâng lời dạy dỗ, theo lời mà làm, siêng năng chẳng lười, không bị ngũ dục phiền não ngăn chướng, chẳng bị thói quen xấu ác sai khiến, chẳng bị bạn ác lay chuyển, chẳng bị duyên ác cướp đoạt, chẳng cho căn cơ ngu độn mà sanh lui sụp. Phát tâm như thế, dốc lòng như thế, lâu dần sẽ thuần thục, tự nhiên ăn khớp với chỗ nguyện cầu xưa, như hợp với nắp. Dù đời này chẳng liễu ngộ, thấy rõ tự tâm, thì trăm kiếp ngàn đời cũng lấy hôm nay làm nhân đầu tiên. Nếu không thế mà chỉ dùng tri kiến hẹp hòi, tập khí hèn nhát, rụt rè cầu an, muốn đem thiền đầu bôi, tâm cuồng vọng, hơi dơ dục, gốc rễ tà kiến, toàn cho là chánh nghiệp xuất gia, lấy đây mong ra khỏi biển khổ, thì vẫn là ưa nước diệt mà đến nước yên, không chịu bước mà đòi tiến đến trước. Than ôi, đời mạt pháp, người chánh tín hiếm hoi, thiền nhân đã biết được chỗ hướng về. Nên xét biết bổn tâm, lấy quyết định chân thật làm nghĩa đầy nhất. Cố gắng, cố gắng. Dạy thiền nhân như thường. Phật dạy, từ thân xuất gia, biết được tâm, đạt được gốc, hiểu pháp vô vi, gọi là sa môn thường hành 250 giới. Lại nói, đoạn dục trừ ái, biết nguồn tâm của mình, đạt lý sâu của Phật, ngộ pháp vô vi. Lại nói, cắt bỏ râu tóc mà làm sa môn, thọ nhận pháp Phật, bỏ tài sản thế gian, khất thực biết đủ, ăn ngày một bữa, ngủ dưới cây một đêm, cẩn thận không trở lại. Điều khiến người trở thành ngu tệ là ái và dục vậy. Những lời dặn dò tha thiết như thế đều là những điều thiết yếu để làm đệ tử Phật. Khi xuất gia, việc đầu tiên là lấy ly dục làm hành đệ nhất. Con cháu đời sau, thân tuy xuất gia mà tâm say trong ngũ dục, chẳng biết cái hại nào cần phải xa lìa, đạo nào
là đạo ra khỏi khổ, cứ triền miên mê muội chẳng tự tỉnh giác, rồi lại giả bộ oai nghi, làm vẻ đạo đức, ngoài dối người, trong dối lòng, che đậy tì vết, không chịu tự giác. Người này muốn được niệm chân chánh thật khó vậy. Ngài Tịnh Danh nói: trực tâm là đạo tràng, như thường đã có chí cầu pháp xuất ly, nên lấy trực tâm làm điều trên hết. Trân trọng. Dạy thị giả huệ. Phật vì một đại sự nhân duyên nên xuất hiện ở đời, đó là muốn cho chúng sanh khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Mà tri kiến của Phật tức là tri kiến của chúng sanh, tri kiến chúng sanh tức là tri kiến sanh tử. Nên nói trên tri kiến lập hiểu biết, tức gốc vô minh. Trên tri kiến không có hiểu biết, tức là niết bàn. Tri kiến lập tri, tức vô minh bổn. Tri kiến vô kiến, tư tức niết bàn. Thế thì tri kiến của phàm và thánh không phải là hai, mà có mê ngộ chẳng đồng, lỗi ở lập hay là chẳng lập. Tổ sư nói: nếu lập một trận, nước mất nhà tan. Vì tri kiến vốn không phàm thánh, nếu có lập tức có ngã, có ngã thì các chướng chống nổi lên, không ngã thì muôn pháp lặng lẽ. Vậy ngã là gốc rễ sanh tử, đâu phải riêng phàm phu tạo tham sân si mà bị ngã làm chướng. Tất cả thánh nhân, những người tu hành, nếu tri kiến chưa quên đều thuộc ngã chướng. Hơn nữa, vì gốc sanh tử khó nhổ, nên trong hai chướng có thô tế chẳng đồng. Thô thì dễ đuổi, tế thì khó trừ. Vì để tri kiến trong tâm khó nhổ, nên kinh nói: còn ngã, giác ngã đều là chướng ngại. Đây chính là tri kiến lập tri, tiềm ẩn sâu xa như tính mạng, chẳng thể đoạn dứt. Do đó, cổ nhân 23 năm tham học, dù cho ngộ được tự tánh đầy đủ như trăng sáng nơi đầm lạnh, tiếng chuông đêm vắng tùy ý gõ đánh không hề khuyết, chạm ba đạo mà không tan, cũng vẫn là việc đầu bờ sanh tử. Đây là chỗ người xưa thật chẳng tự dối. Nếu tự dối mình, dối người thì tự mình bị hoại và làm hoại người vậy. Thì giả Phước Huệ sớm theo hầu lão nhân xuất gia. Lúc mới gặp lão nhân, ông là một người xuẩn xuẩn, biệt đi 10 năm lại càng xuẩn xuẩn thêm. Nhưng thường vui vì trong cái xuẩn xuẩn có chỗ tỉnh tỉnh không xuẩn. Đây là thị giả đem cái xuẩn không xuẩn này làm mạng căn. Nay đã được 5 năm, cái xuẩn này ngày càng tăng, cái không xuẩn của âm thầm lớn lên. Do đây người ta thấy thị giả xuẩn, thị giả cũng tự thấy mình xuẩn càng thêm xuẩn, mà người người chẳng tự biết đó là xuẩn. Hà năm nay, lão nhân từ Tây Việt trở về núi, thị giả chợt ra khỏi tình trạng xuẩn. Lão nhân cả cười: cái xuẩn này không còn có lúc ló ra được nữa. Nếu bảo đây là người xuẩn lập xuẩn là đã lỗi rồi. Nếu có thể lấy xuẩn này làm chỗ thọ dụng, cũng có lẽ tự đủ, cũng có thể liệu thoát sanh tử, cũng không phụ việc xuất gia hành khước. Còn nếu lấy đây để lập thêm cái xuẩn thì bệnh chẳng khác gì tri kiến lập tri. Thị giả nếu có thể đẩy ngã cái xuẩn này thì chẳng lo gì không được cùng lão nhân kết chặt lông mày. Dạy đặng ti trực. Phật tổ ra đời thuyết pháp Bát Nhã, dạy người tu hành phải lấy Bát Nhã làm gốc. Bát Nhã là tiếng Phạn, nghĩa là trí tuệ.
Trí tuệ này là Phật tánh sẵn có của chúng ta, còn gọi là tự tâm, tự tánh. Thể này xưa nay không mờ nên nói quang minh, xưa nay rộng lớn bao dung nên nói là hư không, xưa nay không vọng nên nói nhất chân, xưa nay không động không biến nên nói chân như, như như, xưa nay viên mãn không đâu chẳng chiếu nên nói viên giác, xưa nay tịch diệt nên nói niết bàn. Chư Phật chứng ngộ trọn vẹn nên nói đại giác, còn gọi là bồ đề. Vì chư Phật sử dụng nên là thần thông diệu dụng. Bồ Tát tu gọi là diệu hạnh, nhị thừa đắc gọi là giải thoát, phàm phu mê thì là vọng tưởng nghiệp thức. Từ đó phát ra tham sân si kiêu xiểm khi trá tạo nghiệp dâm sát vọng trộm, kết quả là các thứ dụng cụ đau khổ, dao cưa sắt mài cho đến giạt dầu lò than đều từ tâm mình biến hiện. Chính như người đang tỉnh táo vô sự, trước mắt có các việc vui vẻ, bỗng chợp mắt ngủ mê, bỗng thấy chịu đủ đắng cay khổ sở ở địa ngục với các việc khổ khó kham khó nhẫn. Ngay lúc muốn cầu cứu mà chẳng thể được đó, khách ngồi trước nhà vẫn còn trò chuyện nguyên náo chưa dứt, giật mình tỉnh giấc, ngáp dài mà dậy, thấy cảnh vui vẻ rõ ràng trước mắt, rượu còn ấm, đồ nhắm còn nóng. Chưa rời khỏi gói chiếu mà cảnh khổ vui đã chống đổi khác. Điều cốt yếu là vui thì từ ngoài đến, khổ từ trong ra. Do đây, bà xem thì thuyết thiên đường, địa ngục rõ ràng xuất hiện ở tâm mình, có gì là hư huyễn kỳ quái? Đó đều vì mê mờ tâm mình mà ra cả. Kinh nói, tự tâm giữ tự tâm không phải huyễn mà thành pháp huyễn. Lại nói, pháp trong ba cõi trên dưới đều chỉ một tâm tạo. Xét đó thì đâu phải riêng Phật Pháp nói dứt tâm. Thánh hiền từ trước cho đến cả chính dòng dị thuật cũng đều từ một tâm này mà thành. Chỉ có lớn nhỏ, nhiều ít, lành ác, tà chánh, sáng tối không đồng nên chỗ dùng khác nhau. Nên nói, sơn hà đại địa toàn lộ thân pháp dương, dãy vỏ cánh lông đều hiện sắc thân tam muội. Đây đều là chân quang của Bát Nhã, bóng dáng của tự tâm chúng ta. Tâm thể sẵn có của chúng ta xưa nay bao dung rộng lớn, thanh tịnh quang minh như vậy. Các cảnh tượng màu sắc trước mắt xen lẫn chập trùng, bốn bề la liệt, lại đều là tâm ta hiện như thế. Chúng ta có cái tâm này mà chẳng biết, thật đáng thương, lại còn ôm giữ những thứ do tâm hiện, cho là chỗ vui thích đáng yêu. Mắt hài lòng với sắc đẹp, tai thích tiếng dâm, mũi thích mùi thơm, lưỡi thích vị ngọt, thân ưa xúc chạm, tâm ưa các pháp. Chúng đều từ tâm mà ra, mình lại giữ lấy cho là sung sướng, rồi tham sân si tạo các thứ quỷ nghiệp dâm sát trộm vọng, chiêu lấy sự khổ kịch liệt trong tam đồ ở đời vị lai. Như người mộng du không tỉnh, không rất đáng thương sao? Vì tâm này cùng chư Phật đồng thể không hai, lịch đại tổ sư ngộ rõ chẳng khác, riêng có chúng ta đầy đủ mà chẳng biết. Như đứa con thơ bỏ trốn quên đường trở về, cha mẹ nhớ thương tìm kiếm. Do đó Đức Thích Ca ra đời, Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang, cho đến 30 năm thuyết pháp ở Tào Khê, rồi chư tổ có 1.700 công án đầy đủ để chỉ dạy người, đều là việc đầy dạy. Kinh nói, chỉ một việc này là thực, có cái thứ hai thì chẳng phải chân. Như vậy, ngoài một việc này, tất cả đều là lời của ma, là hí luận. Thế thì chư Phật chứng đủ mà không xuất thế thì cô phụ chúng sanh, chư tổ ngộ mà không thuyết pháp thì cô phụ chư Phật. Còn người có nghe mà không tin, không hiểu, không nhận, không hành thì cô phụ chính mình. Phụ chúng sanh thì kiêu mạn, phụ chư Phật thì đọa, phụ chính mình thì ngu si. Vậy thì có thể phụ Phật tổ mà không thể phụ chính mình, vì sẵn có mà chẳng cầu, đầy đủ mà chẳng khéo dùng, ví như cầm châu báu mà đi ăn mày, không rất đáng thương sao? Này ti trực thân chạm biển trần, tâm đọa đường mê, bỗng nhiên mảnh tỉnh, quay đầu tìm cầu việc này, giống như đứa con cầm châu báu hổ thẹn, sống chung với bọn ăn mày, cứ hướng về người để cầu đo đủ. Lão nhân vội đem pháp này chỉ thẳng cho,
rõ ràng chỉ cho thần châu trong áo. Nguyên là Ti Trực đã có sẵn, chứ chẳng phải lão nhân nắm đưa để lấy cảm tình. Nhưng bảo châu dư ý này tuy chỗ cầu mà ứng, các thứ sự nghiệp, hoàn cảnh nhận dùng chẳng chút thiếu thốn. Đến như cầu phương pháp để được đáp ứng thì cũng ở tự tâm của Ti Trực. Nhờ sức khéo léo siêng năng khắc khổ, nếu quả có thể tự dẫn, cực lực tự cầu, một ngày nào đó quát nhiên đại ngộ, thì một biển có thể hớp hết núi sông, đất đai, các loài dãy, giỏ, lông cánh cùng chư Phật ba đời. Lịch đại tổ sư và các sự nghiệp của Nghiêu, Trăng, Chu, Khổng chẳng nhờ vào sức ai khác. Nếu không thì y như cũ chỉ là một chúng sanh mộng tưởng điên đảo, lấy cái gì mà xưng là đại trượng phu? Ti Trực, Ti Trực, ông thà có thể trên phụ Phật tổ, dưới phụ lão nhân, muôn vạn lần chớ phụ chính mình, phụ vua, phụ người thân. Lão nhân hôm nay thuyết Bát Nhã đều là pháp môn tâm địa của chư Phật tổ ngàn xưa, tức là cùng với lời đại sư Lục Tổ thuyết đầu tiên không sai một chữ, và chỉ một mình ông là người nghe đầu tiên, đã đem một người sánh với 1200 chúng ngày xưa. Lão nhân hoan hỷ khôn cùng, nên cũng vì ông thuyết Bát Nhã. Như Phật tổ của chúng ta đã nói, như vì một người, vì chúng đông cũng thế. Đặng xin giữ lấy điều này để tự lợi mình, lợi người, chưa chắc không phải là lưỡi rộng dài đâu nhé. Dạy hành nhân khoan lưỡng. Người xưa vì sanh tử đi hành khước, người nay vì hành khước mà không biết sanh tử, rất đáng thương. Đó là dùng hàng ngày mà chẳng biết vậy. Lỗi tại không biết mình sẵn có. Nếu người biết có, liền biết tự trọng, thì không bị vật chuyển mà có thể chuyển được vật. Có câu thơ: tâm ta chẳng phải đá, không thể chuyển. Phải biết, nếu không phải tâm địa kim cương thì đều bị vật chuyển. Đã bị vật chuyển thì đi theo nó còn xưng là nạp tử hành khước được sao? Khoan lưỡng từ Bắc đến Nam, tới đây tức là đã an ủi ta vậy. Ông không bị chuyển vì đường xá gian nan, đói lạnh khổ sở. Lão dân chỉ biết gót chân này cứng nên gọi là chân sắt. Nay thấy tâm ông chẳng đổi nên lại đem hai chữ lòng sắt khen ông. Nhưng lòng sắt là lão nhân biết, còn việc hành khước thì nhất định ông không biết. Nếu biết hành khước thì chẳng thình lình đi thẳng như thế. Lão dân thương ông ngu, sợ ông không biết nên gửi thư này cho ông. Hành khước nữa đi, nếu sau này rờ chẳng nhầm lỗ mũi, ngày nào đó chắc chắn khó gặp được như ngày hôm nay. Dạy Du sướng nhụ. Du tử thỉnh Ích Tông chỉ pháp tướng. Lão nhân nhân đây nêu bài tùng thức trí của Lục Tổ. Đại viên cảnh trí tánh thanh tịnh, bình đẳng tánh trí tâm không bình, diệu quan sát trí thấy không công, thành sở tác trí đồng viên cảnh, 5, 8, 6, 7 chuyển quả nhân. Chỉ chuyển tên gọi không tánh thực, nếu ở chỗ chuyển chẳng lưu tình, xứ sở đông đúc thường đại định. Đại viên cảnh trí tánh thanh tịnh, bình đẳng tánh trí tâm vô bình, diệu quan sát trí tánh phi công, thành sở tác trí đồng viên cảnh, ngũ bát lục thất quả nhân chuyển, đảng chuyển danh ngôn vô thực tánh, nhược ư chuyển xứ bất lưu tình, phồn hưng vĩnh xứ na già định. 8 câu này đã phát ra hết cốt tủy của tâm Phật tổ. Nêu bài căn nguyên tánh tướng, thường thường bọn đếm của báo, đếm số cát, tham gia cho nhiều mà chẳng nát, xem qua cho là đồ chơi, không chịu ngó kỹ, thật đáng thương xót. Hoặc cho là Lục Tổ không biết chữ, chẳng thông kinh, dựa vào đâu mà nói thế này. Họ đâu biết rằng huệ mạng của Phật tổ chỉ gồm trong 8 chữ này không sót, đó là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Vì duy tâm nên ba cõi lặng lẽ trọn không một vật, vì duy thức biến hiện nên vạn pháp rộn ràng. Vì vạn pháp từ duy thức biến hiện nên cầu từ tâm từ tánh ở đó đâu thể được. Do đó Phật tổ dạy người chỉ nói ngoài tâm không một mảy may nào có được, tức là ở hoàng mai nửa đêm lộ ra, xưa nay không một vật.
Tức một lời này, mười phương ba đời chư Phật, lịch đại tổ sư chẻ ra chẳng bể, nên y bác dừng lại. Tức hai phái năm tông đều từ một lời này tuôn ra, đâu từng có phân chia tánh hay tướng. Và tôi xem bài tụng thứ ký giải thích sơ lược. Nếu trong ba cõi duy tâm thì không có chỗ mở miệng, do mê tâm này biến thành thức nên mất tên chân như, chỉ gọi là thức A-lại gia, cũng gọi là tràng thức. Thức này là toàn thể chân như biến ra, đây là chỗ nói sanh diệt cùng bất sanh diệt hòa hợp mà thành. Đây là căn bản của chân vọng, mê ngộ, gốc của sanh tử, phàm thánh. Kinh Lăng Già nói, biển tàng thức thường trụ, gió cảnh giới làm động, sóng mồi dỗ nơi hang tối, không có lúc đoạn dứt. Đã nói tàng thức, tức A-lại gia, mà lại nói thường trụ thì vốn là không động. Chỗ động không phải tàng thức, mà là gió cảnh giới vậy. Kệ nói, cảnh trước nếu không, tâm cũng không. Thế thì chấp giữ cảnh giới không phải là tàng thức, mà là tâm sanh diệt. Tâm sanh diệt này gượng gọi là thức thứ bảy, kỳ thực là sự động niệm của thức thứ tám, nghĩa là sanh cơ. Nếu cơ này dứt, tiền cảnh, cảnh trước mắt liền trở thành không. Thức thứ sáu này hay phân biệt cũng không bám vào đâu được. Như năm thứ trước vốn không có thể riêng, chỉ là cái dụng ứng duyên của tàng thức, chỉ hai chiếu cảnh chứ không thể phân biệt, nên nói đồng duyên cảnh. Phân biệt năm trần không phải là năm thức, mà là ý thức đồng thời, nên ý thức giữ lấy công. Nếu không khởi phân biệt thì thấy không công. Do đây mà quán tàng thức vốn chân, nên nói tánh thanh tịnh. Lỗi ở một niệm sanh tâm, đó là tâm bình. Có sanh thì có diệt, vì cái sanh diệt này như dòng nước, chẳng phải ngoài nước có dòng riêng. Nhưng tánh nước không dừng nên thấy có dòng, có dòng thì không phải nước diệt sâu, rõ rồi vậy. Nên Lăng Già có nêu hai loại sanh trụ diệt là tướng sanh trụ diệt và lưu chú sanh trụ diệt. Hai loại sanh diệt này đều thuộc tàng thức. Sanh diệt không diệt thì bảy thức trước sanh, sanh diệt nếu diệt thì chỉ một tính chân. Tánh chân như này tự hồi phục lại, phục lại thì thức chẳng gọi là thức mà gọi là trí, nên nói tâm không bình. Bài tụng của Đại sư Lục Tổ căn cứ theo chuyển tám thức thành bốn trí. Đại viên cảnh trí là tàng thức chuyển, bình đẳng tánh trí là thức bảy chuyển, diệu quan sát trí là thức thứ sáu chuyển, thành sở tác trí là năm thức trước chuyển. Vì vọng thuộc về dụng của tàng thức nên chân cũng đồng viên cảnh, nhưng hai thức sáu và bảy chuyển trong nhân trước, còn các thức năm và tám một thể đến quả mới trọn. Như thế mà quán thì thức vốn không thực. Vọng có hai tác dụng nên nói chỉ chuyển tên gọi mà thôi, đổi tên không đổi thể. Thế này lại chẳng do thiền định tu hành, chỉ ở chỗ dùng hàng ngày, tất cả phàm thánh đồng thời chuyển. Chỉ ở trong chỗ lưu tịnh hay không lưu tịnh mà có mê ngộ, phàm thánh sai khác. Chu tử có chí ở đây, phải thực lòng hướng vào chỗ chuyển việc làm hàng ngày mà để mắt, thử đảm đương xem.